Di Đà Phật. Kính thưa cùng tất cả quý vị khán thính giả Đài Lý Đô Sài Gòn TV, cùng chư nam nữ Phật tử và kính thưa tất cả quý Phật tử hiện diện. Hôm nay cũng là buổi thuyết pháp thường lệ tại chùa Trúc Long Yên Tử. Hôm nay tôi nói pháp với đề tài Phù Dung sớm nở tối tàn. Với đề tài Phù Dung sớm nở tối tàn đó là tôi muốn nói về cuộc đời ngắn ngủi của Hoa Phù Dung. Mà qua Phù Dung thì chúng ta thấy nó nở, sáng nở tối tàn và nó có thay đổi ba màu trong ngày. Nó nở, tôi nhớ không lầm thì màu đỏ, sau đó nó chuyển qua màu trắng và cuối cùng màu vàng thì bắt đầu nó tàn luôn buổi chiều. Khi nói về qua Phù Dung sớm nở tối tàn thì cũng muốn nói được kiếp người Phù Dung sớm nở tới tàn, tối tàn, đời người cũng nở, rồi tàn như hoa. Đó là chúng tôi muốn nói đến giáo lý vô thường của Đạo Phật, nhắc nhở con người chúng ta sanh, lão, bệnh tử và cơn vô thường. Không biết lúc nào nó sẽ đến với mỗi người chúng ta. Và nói về Phù Dung một loài hoa thì chúng tôi, thí dụ chúng ta thường nghe nói là hoa, có người gọi là hoa, có người kêu là bông, rồi có người kêu là huê. Thí dụ như Huê Dung Đạo, người ta nói đâu nói Hoa Dung Đạo. Rồi nói đi về hoa hay là bông. Bông tức là một bộ phận sinh thực của cây cỏ, nó có nhụy, một màu hay nhiều màu. Rồi có những loại bông nó thơm hoặc là không thơm. Bông hoa thì có nhiều loại, nhưng mà đại khái tôi nói một vài tên, đó là hoa cúc, hoa hồng, hoa lan, huệ, vân vân. Rồi kế đó thì cũng nói về hoa thì có vườn hoa. Vườn hoa thì có hàng trăm thứ hoa thơm. Thì mỗi người, thì giáo lý nhà Phật cũng vậy, giống như một mười vườn hoa, muôn màu, muôn sắc, tùy theo cái cơ duyên và cái sở thích của mỗi người, thấy mình thích hợp với căn cơ nào. Giáo lý của nhà Phật thì mình áp dụng vào căn cơ đó, vào giáo lý đó. Rồi đơm hoa. Đơm hoa tức là cái bông nó bắt đầu, nó thành hoa đấy, nó tưởng trái, nó trổ hoa ra trái. Rồi kế đơm hoa xong là trổ hoa. Rồi trong những cái lễ tang chúng ta nhớ là có vòng hoa. Và cũng nói về hoa thì tức là hoa đã được sử dụng trong tất cả mọi mặt vui, buồn, lễ cưới, lễ tang, lễ dỗ. Hoặc là hoa được dân cúng trong tất cả các nghi lễ tôn giáo. Rồi hoa cũng được sử dụng trong những cái lễ tưởng niệm. Chẳng hạn như ngày tưởng niệm 30 tháng 4 mỗi năm và ngày tưởng niệm tháng 9, 11 mỗi năm mà ngày mà Hoa Kỳ bị khủng bố tấn công vân vân. Và nói về hoa thì xưa nay người ta tưởng chỉ nói về phép nữ, nhưng mà thực ra nam giới chúng ta, nam giới hay nữ giới cũng đều là một đóa hoa, một đóa hoa đời. Cũng như đóa hoa trong vườn cũng sớm nở tối tàn, rồi cũng rơi cũng rụng. Hoa thì rơi rụng, mình thì chết. Và những bậc anh hùng, những bậc anh thư đều là những đóa hoa bất tử, nở mãi cho đời, nở cho đời, cho đất nước Việt Nam. Những đóa hoa tuyệt đẹp, hương thơm ngào ngạt, hào khí ngất trời. Những người hào kiệt lưu danh muôn thuở. Và nói về hoa thì trong đó như tôi vừa nói, có những đóa hoa bất tử nở cho đời, đó là chỉ cho những anh hùng hào kiệt, những bậc anh thư. Và nói về anh hùng hào kiệt thì tôi xin được mạn phép được nói về hai chữ anh hùng. Anh là chỉ cho các loài hoa, là vua của các loài hoa. Anh là vua của các loài hoa,
Và hùng là vua của các loài thú. Và kế đến cũng nói về hoa thì có hoa dung ngọc diện, tức là dung mạo đẹp như hoa, như ngọc. Và Đức Phật Thích Ca Mâu Ni với 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp. Với ánh mắt thanh thoát, ánh mắt thoát trần và nụ cười từ bi tự tại. Chúng ta đang buồn, đang khổ, mà chúng ta đang nhìn lên tượng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni với nụ cười từ bi, với ánh mắt hiền từ, thì tâm hồn chúng ta cũng lắng động, được nhẹ nhàng. Và kế nữa là không uổng một kiếp người, hay là không uổng một đời hoa. Chúng ta có được thân người này, chúng ta sống. Mình sống làm sao cho đúng ý nghĩa con người, sống có ích lợi cho bản thân mình, gia đình mình, cho xã hội, cho đời và cho đạo. Và rộng rãi hơn nữa là cho thế giới. Thì một cuộc sống ý nghĩa mới như vậy, nó mới không uổng phí một kiếp sống của con người. Rồi kế đến là không uổng một đời tu. Khi cuộc đời là ngắn ngủi, thì chúng ta phải sắp xếp thì giờ để tu hành cho mình. Vì thời gian qua mau, thời gian qua rất nhanh. Nếu chúng ta không tu, cơn vô thường đến, hoặc là chúng ta bệnh hoạn nặng nề, thì không có thời gian, không có sức khỏe, khó mà tu được. Rồi không uổng công đến với cửa thiền, cửa chùa. Khi chúng ta đến với cửa chùa, cửa thiền là để chúng ta tu học, hoặc là có những người đến để phát tâm công quả cho chùa vân vân. Thì khi mình đến với chùa, đến với Đức Phật, đến với Đạo Phật, thì chúng ta phải tập, chúng ta phải học, học theo những đức tánh cao quý của Đức Phật, những đức tánh từ bi hỷ xả. Nhưng mà không phải chỉ học phần lý thuyết. Cái quan trọng chúng ta học đây là học kiến gương hạnh của Ngài, để rồi chúng ta đưa vào thực hành trong đời sống của mình. Và có làm được như vậy thì cái sự đến chùa tu học và công quả của mình nó mới có ý nghĩa, mà nó có lợi lạc cho mình. Còn nếu mình đến mình chỉ học lý thuyết, rồi mình sống thì vẫn sống với tâm đời, vẫn thì phiền não, giận hờn, sân si đủ thứ, thì nó uổng phí cho cái sự đến chùa, sự tu học và công quả của mình. Rồi nói về những đóa hoa bất tử đó, thành ra như cũng có câu: anh hùng tử như khí hùng nào tử. Và trong đó thì nó có anh hùng tạo thời thế. Như chúng ta cũng nhớ vua Lê Lợi, những bậc anh hùng tạo thời thế như vua Lê Lợi, vua Quang Trung Nguyễn Huệ, rồi bà Trưng, bà Triệu vân vân, những người đã tạo sự nghiệp mà lưu danh muôn thở. Đó là những người anh hùng tạo thời thế. Còn những người do thời thế tạo anh hùng, tức là họ không có tài, không có đức, nhưng mà do thời thế đẩy đưa, rồi họ cũng ra làm anh hùng. Nhưng mà đây là những anh hùng bất đắc dĩ. Rồi cũng nói về anh hùng, thì có anh hùng mạc lộ, cùng đường, giống như là xưa kia nói về Sở Bá Vương Hạng Võ. Đúng là anh hùng mạc lộ, cuối cùng phải cắt đầu, tự giận nơi bến Âu Giang, vân vân. Rồi cũng nói về đề tài đó, phù dung sớm nở là một loài hoa, thì trong đó nó có những cái từ, thí dụ ở nhà quê người ta nói là, tôi có người hỏi anh sống bằng nghề gì, thì nói tôi nhờ huê lợi của, hay là hoa lợi, huê lợi của ngôi vườn, của tổ tiên để lại. Đó là chỉ cái hoa màu sản vật, đất ruộng, đất rẫy, nó sinh ra những huê lợi để mà họ sinh sống. Cũng vậy, đất tâm của mỗi người chúng ta nó cũng sinh ra rất nhiều thứ. Gọi là những sản phẩm như trí tuệ, nhẫn nhục, từ bi, bình đẳng, vân vân.
Và nói về Thái tử Tất Đạt Đa thì Ngài chính là một đóa hoa có từ hiện tượng trưng cho từ bi hỷ xả. Vì suốt cuộc đời của Ngài luôn luôn thể hiện tinh thần từ bi hỷ xả với tất cả mọi người. Và cũng nói về hoa thì có đóa hoa vô ưu. Hoa vô ưu đã nở tại vườn Lâm Tỳ Ni, thành Ca Tỳ La Vệ, cách nay 2561 năm tính theo Phật lịch. Mặc dù thời gian hơn 2000 năm, nhưng mà đóa hoa vô ưu, đóa hoa từ bi hỷ xả của Thái tử Tất Đạt Đa, tức là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, vẫn không bao giờ tàn. Đó là đóa hoa vĩnh hằng bất tử. Vì mặc dù đã hơn 2500 năm, nhưng mà hình bóng của Ngài, đạo đức của Ngài, lòng từ bi của Ngài luôn luôn là gương sáng và luôn luôn gần gũi với tất cả những người con Phật ở khắp mọi nơi trên thế giới. Và Ngài đã hiếu một kiền liên, đó chính là một đóa hoa hiếu hạnh, hiếu thảo, đã nở mãi với thời gian. Chúng ta thấy từ ngàn xưa, từ khi mà có truyền thống báo hiếu theo sự tích Ngài Mục Kiền Liên, tính đến nay cũng đã mấy ngàn năm, mà mỗi năm đến mùa Vô Lan tháng 7, mùa gọi là mùa báo hiếu, thì Phật tử khắp cả mọi nơi đều noi theo gương hiếu hạnh của Ngài để mà thể hiện tấm lòng hiếu thảo của mình đối với phụ mẫu hiện tiền cũng như quá khứ phụ mẫu.